Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm nay, tại hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang lễ viếng đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công còn được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Nam, quê hương của đồng chí Võ Chí Công. Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Chia buồn với gia quyến đồng chí Võ Chí Công, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xúc động ghi vào sổ tang. Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công, anh Năm Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội các khóa 6, 7, 8, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất sắc có nhiều sáng tạo, người con ưu tú của dân tộc, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí đồng bào cả nước. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí, nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí. Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết cũng đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công và chia buồn cùng gia đình đồng chí Võ Chí Công. Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào, đã gửi vòng hoa chia buồn cùng gia quyến đồng chí Võ Chí Công. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm dẫn đầu đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Võ Chí Công. Đến viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay còn có các đoàn: đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu; đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Dứa dẫn đầu; đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh dẫn đầu; đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu. Đồng chí Võ Chí Công, tên thật là Võ Toàn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1912 tại xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, nay là tỉnh Quảng Nam. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1930 vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 5 năm 1935. Đồng chí Võ Chí Công từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Trong niềm xúc động và tiếc thương sâu sắc, nhiều đoàn đại biểu đại diện các bộ ban ngành đoàn thể trung ương, đại diện các tỉnh thành trong cả nước, các tổ chức chính trị xã hội, những người đồng chí, đồng đội đã từng chiến đấu và công tác cùng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến. Tại thủ đô Hà Nội, lễ viếng đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong.
đến viếng đồng chí Võ Chí Công có đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện các tỉnh, thành phố đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Đến viếng đồng chí Võ Chí Công ngày hôm nay tại Hà Nội còn có đoàn đại biểu của các đại sứ quán các nước Liên bang Nga, Cuba, Nam Phi, Myanmar, Anh, Ireland, Hàn Quốc, Nigeria, Brazil, Indonesia, Ấn Độ, Ai Cập, Palestine, Iran cùng các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Cũng trong ngày hôm nay, nhiều đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo nhân dân thủ đô đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Tại Quảng Nam, quê hương đồng chí Võ Chí Công, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công tại quê hương Quảng Nam có đại diện gia đình thân tộc đồng chí Võ Chí Công, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành địa phương trong tỉnh, các cơ quan trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các đồng chí lão thành cách mạng cùng các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công sẽ được tổ chức trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 9 tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Võ Chí Công sẽ được tổ chức từ 6 giờ sáng ngày 12 tháng 9. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã đến đặt vòng hoa dâng hương trước linh cữu đồng chí Võ Chí Công, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam với hơn 80 năm hoạt động cách mạng và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Chia buồn với gia quyến đồng chí Võ Chí Công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xúc động ghi vào sổ tang: vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công, người con ưu tú của dân tộc, người đảng viên cộng sản trung kiên, bất khuất, hết lòng vì nước, vì dân. Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, mẫu mực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Xin nghiêng mình trước anh linh đồng chí, xin học tập noi gương đồng chí. Chúng tôi nguyện chung sức, đồng lòng, cùng nhau phấn đấu bảo vệ và xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công và chia buồn cùng gia quyến. Trước đó, vào chiều tối qua, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cũng đã đến đặt vòng hoa và thắp hương trước linh cữu đồng chí Võ Chí Công. Đến viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Võ Chí Công, ngày hôm nay còn có đoàn đại biểu của Tổng lãnh sự các nước tại thành phố Hồ Chí Minh như Lào, Campuchia, Pháp, Australia, Canada, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong niềm tiếc thương vô hạn một chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc, tự do, thống nhất và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong suốt 2 ngày hôm qua và hôm nay, tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội và Hội trường Tỉnh ủy Quảng Nam đã có gần 1.000 đoàn đại biểu đại diện các cơ quan, bộ, ban, ngành ở Trung ương, các địa phương, lực lượng vũ trang, đại sứ quán và các tổ chức quốc tế, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo quần chúng nhân dân đã đến viếng và chia buồn với gia quyến đồng chí Võ Chí Công. Cũng trong ngày hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, tại khu di tích chiến khu 5 tại xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, lễ viếng đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã được cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân trên địa bàn long trọng tổ chức. Chính tại nơi này, hơn 36 năm về trước, đồng chí Võ Chí Công, bấy giờ với cương vị là Bí thư khu ủy khu 5, đã lãnh đạo quân và dân khu 5 giành thắng lợi to lớn trên mặt trận Quảng Đà, cùng với cả nước làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công được biết đến như một nhà lãnh đạo có tư tưởng đổi mới, góp phần tạo nên những bước ngoặt lịch sử của Việt Nam. Với thành công của khóa 100 và sau này là khóa 10, đồng chí Võ Chí Công đã ghi đậm dấu ấn của mình, tạo nên những thành công mang tính bước ngoặt trong giai đoạn đầu đổi mới. Gõ kẻng ra đồng, rong công chấm điểm là hình ảnh quen thuộc ở những hợp tác xã nông nghiệp hồi những năm cuối thập niên 70. Cùng với quá trình hợp tác xã hóa là công hữu hóa toàn bộ những tư liệu sản xuất. Chỉ trong vòng vài năm, từ chỗ đủ ăn, hàng triệu nông dân đã chuyển sang làm ruộng theo kiểu đối phó. Nhiều địa phương vốn nổi tiếng là vựa lúa lâm vào cảnh thiếu đói.
Ở thời điểm đó, Vĩnh Phú rồi Hải Phòng đã xé rào áp dụng thành công khoán chui, tức là khoán cho mỗi hộ một số diện tích ruộng. Hợp tác xã chỉ điều hành một số khâu, còn xã viên nộp mức khoán sản phẩm theo diện tích được chia cho hợp tác xã. Là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp trong giai đoạn từ 1976 đến 1981, đồng chí Võ Chí Công đã đề xuất khoán sản phẩm cho xã viên. Một giải pháp có tính đột phá là cơ sở hình thành chỉ thị 100 vào đầu năm 1981, chính thức cho áp dụng chế độ khoán trong toàn bộ nền nông nghiệp. Thì có một số đồng chí lãnh đạo cao cấp cũng nói cái khoán mới này là phá xã hội chủ nghĩa nông thôn, phá cái gì, phá cái trật tự nông thôn đi. Cho nên là đây là một cái cách nói thậm chí hơn là có đồng chí kết luận đây là quan điểm tiểu tư sản nông dân. Cho nên phá cái xã hội chủ nghĩa nông thôn. Thế thì anh Nam Công thì có cái quan niệm khác. Xã hội chủ nghĩa thì bây giờ phải làm ăn, đời sống khá. Mọi người đều phải hăng hái lao động sản xuất, có động lực lao động. Thì qua quá trình đấu tranh gay gắt cái chuyện này ghê lắm. Rồi cuối cùng là ra được cái chỉ thị 100. Chỉ thị 100 hay còn gọi là khoán 100 chính là bước đột phá cho sự nghiệp đổi mới. Nhưng để có khoán 10, một tiểu ban nghiên cứu do đồng chí Võ Chí Công đứng đầu đã phải mất thêm 7 năm nữa nhằm đúc rút những kinh nghiệm từ thực tiễn trong nhân dân để từ đó Bộ Chính trị thông qua nghị quyết 10. Lấy hộ làm đơn vị sản xuất tự chủ, người nông dân được giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài và được tự do tiêu thụ sản phẩm. Nhưng trước đó, tại cuộc họp với Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng Tố Hữu và các ủy viên Bộ Chính trị khác, đồng chí Võ Chí Công đã khẳng định sẽ chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân nếu mô hình khoán thất bại. Nhờ chính sách giao đất trong nông nghiệp thành công đã tạo đà để Đảng và Nhà nước ban hành các chính sách đột phá về đất đai. Trong đó, có luật đất đai đầu tiên của Việt Nam được ban hành năm 1987. Cái thời kỳ ấy tôi được Hội đồng Bộ trưởng phân công phụ trách cái mảng đổi mới doanh nghiệp. Có thể nói rằng là gần như thực ra cái thời kỳ ấy là cái thời kỳ chúng ta phải tái cấu trúc toàn bộ nền kinh tế và cơ chế chính sách. Tái cấu trúc thì bao gồm xây dựng lại hoàn toàn tất cả các cái doanh nghiệp từ cái chỗ doanh nghiệp nhà nước là chính chuyển thành ra là doanh nghiệp nhiều thành phần, kể cả trong nông nghiệp cũng vậy, hợp tác xã cũng được cải tổ lại để mà chuyển giao cái quyền chủ động lớn cho nông dân. Tất cả những cái điều đó nó gắn liền với đất đai. Tôi còn nhớ là khi trình những cái chính sách về đất đai mới thì đồng chí Võ Chí Công là Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách cái mảng này luôn luôn khuyến khích, khích lệ và ủng hộ chúng tôi trong cái việc đề xuất các cái chủ trương chính sách là kiên quyết thực hiện một cái chủ trương mới trong cái chính sách đất đai. Cùng với kết quả từ quá trình tự tìm kiếm phương hướng để tái cấu trúc nền kinh tế nhằm hiện thực hóa đường lối đổi mới của Đại hội 6 một cách thành công, đã tạo thêm niềm tin để Đảng thực hiện tiến trình đổi mới chính trị bằng việc thông qua cương lĩnh năm 1991 và tiếp đến là sửa đổi hiến pháp năm 1980 nhằm đổi mới thiết chế nhà nước từ mô hình cũ sang mô hình hiện nay. Trong vai trò là Chủ tịch Ủy ban sửa đổi hiến pháp, đồng chí Võ Chí Công còn là trụ cột cùng với các thành viên khác ủy ban đấu tranh giữ vững điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Mà nội dung chính của cái sửa đổi hiến pháp ấy là phải xây dựng một cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, với cả ba mảng quyền lực nhà nước là lập pháp, hành pháp và tư pháp đều phải được tổ chức lại trên nền tảng của cái đường lối đổi mới. Trong các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đấy, đồng chí Võ Chí Công thời bây giờ đấy là một trong những nhà lãnh đạo mà có cái đầu óc đổi mới là rất mạnh mẽ và đóng góp rất là tích cực cho cái việc là đổi mới thiết chế của nhà nước của chúng ta từ cái cũ sang cái mới. Với tư duy đổi mới và với những đóng góp trong suốt 80 năm hoạt động cách mạng, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của đổi mới, đồng chí Võ Chí Công đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển của cách mạng Việt Nam. Đồng chí còn là một trong những nhà kiến tạo đến những bước đi đầu tiên cho công cuộc đổi mới để đất nước có được những bước phát triển vượt bậc như ngày hôm nay.
dự lễ truy điệu có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đàm, cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện các tỉnh thành trong cả nước và tỉnh Quảng Nam, quê hương của nguyên Chủ tịch Võ Chí Công. Tiễn đưa đồng chí Võ Chí Công về nơi an nghỉ cuối cùng, còn có các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cựu chiến binh, những người đồng chí, đồng đội của đồng chí Võ Chí Công và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong niềm xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban lễ tang, đã đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Võ Chí Công. Với 100 năm tuổi đời và 76 năm tuổi đảng, nguyên Chủ tịch Võ Chí Công là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, tận tụy, suốt đời phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và vì lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa. Đồng chí Võ Chí Công tên thật là Võ Toàn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1912 tại xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, nay là tỉnh Quảng Nam. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1930 vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 5 năm 1935. Đồng chí Võ Chí Công từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc đời của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với quá trình cách mạng và những sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng của Đảng và nhân dân ta. Tham gia tổ chức cách mạng bí mật ngay từ đầu những năm 30 của thế kỷ trước, bị giặc Pháp bắt và giam cầm trong chốn lao tù, nhưng đồng chí Võ Chí Công luôn giữ vững khí tiết và phẩm chất người Cộng sản kiên cường. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí Võ Chí Công đã giữ nhiều vị trí quan trọng, có nhiều công lao to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Nhớ lại những tháng ngày gian khổ và oanh liệt đó, đồng bào cán bộ chiến sĩ ở miền Nam, nhất là khu 5, còn ghi nhớ mãi hình ảnh anh Năm Công luôn có mặt ở những địa bàn trọng yếu, ác liệt nhất của chiến trường, bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm đường lối chiến tranh nhân dân, cùng tập thể Trung ương Cục miền Nam, khu ủy khu 5 trực tiếp chỉ đạo việc đoàn kết tập hợp động viên mọi lực lượng trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, lãnh đạo quân và dân miền Nam vượt qua muôn vàn hy sinh gian khổ, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí luôn trăn trở về con đường đi lên của cách mạng, sớm thể hiện sự tìm tòi đổi mới tư duy về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, trân trọng ủng hộ những sáng kiến của cán bộ, nhân dân và các địa phương, cùng tập thể Trung ương, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, phá thế bị bao vây cấm vận, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đồng chí Võ Chí Công là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí luôn thể hiện phẩm chất cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng cách mạng, làm hết sức mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt của Đảng và nhân dân, luôn gần gũi quý trọng nhân dân, sống giản dị, khiêm tốn, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công là tấm gương sáng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, vĩnh biệt đồng chí, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong niềm tiếc thương vô hạn, đến viếng và tiễn đưa đồng chí Võ Chí Công những ngày qua có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lão thành cách mạng.
Gần 1.000 đoàn các bộ ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang ở Trung ương và nhiều địa phương trong cả nước, 37 đoàn quốc tế, đoàn ngoại giao đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công và chia buồn cùng gia quyến. Hàng ngàn người dân trong cả nước cũng đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công, trong đó có những người từng được đồng chí Võ Chí Công giác ngộ cách mạng, từng chiến đấu, làm việc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của anh Năm Công qua các thời kỳ. Tất cả đều bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc anh Năm Công như một người lãnh đạo chí tình, chí nghĩa. Dù giữ những cương vị quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhưng luôn gần gũi với đồng chí, đồng bào. Đồng chí Võ Chí Công đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân. Lễ an táng đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được cử hành trọng thể tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh trong sáng nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến và đông đảo đồng chí, đồng bào, đại diện các tầng lớp nhân dân cả nước đã tiến đưa đồng chí Võ Chí Công về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi yên nghỉ của các chiến sĩ cộng sản, những nhà cách mạng kiên trung, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.